Cho nên nếu mà họ thiên nhân thế giới hôm nay nghe lời này, thì các chư Phật và các chư vị đã tính cho chúng ta hàng nghìn năm rồi, cho cái đạo Thiên Tâm ra đời, và đồng thời cho chúng ta có cái dấu hiệu là Thiền Bát Nhã. Thiên Tâm là Thiền Bát Nhã mà trong Kinh Thánh, trong Kinh Sách hay nói đó. Để mà mình đọc Kinh Thiên Tâm Nhân Nhất Tụng Nam Mô, làm gì làm, chuyện này chỉ hướng và đưa cái đốt, đưa cuốn kinh. Nhưng mà tất cả mọi người phải tự lực. Trên thế gian này không có thầy nào tu giùm được mình, không có con hay không có chồng nào mà thương mình cỡ nào nữa, cũng không có làm cho mình thành Phật ngoài chính bản thân mình. Còn thầy nào mà nói là tôi có pháp môn này làm cho con thành Phật, tôi có cái chiêu thức này dạy ngồi phát thiền này này nọ, đều là giả dối. Kiệt là người ở cõi trời xuống nói lời thật việc thật, ngoài chính bản thân của mình không có ai làm được. Tự mình đốt đuốc mà đi, tự mình phải đọc kinh. Bây giờ không đọc kinh không ngồi thiền sao thành Phật được? Ai đâu tu giùm mình. Để tới giờ chót rồi mướn mấy ông thầy community service, là mấy ông thầy đọc tụng đáng á, ông đứng ngay cái chức cái hàng mà ông đọc, cái người chết á nằm trong đó mà thấy ông thầy này á, là không có đức độ, nghĩ những cái lời kinh của mấy ông đọc á có lọt vô lỗ tai không? Bị sốc á. Bị sốc là cái gì? Bị sốc là thà tao xuống địa ngục chứ tao không có nghe lời mấy thằng thầy này, nó lo nó không xong. Tức là ở mấy cái nhà hoàng á, cho nên mấy vị mới nói là mấy đứa con mà tập đọc cuốn kinh Thiên Tâm á rất là quan trọng. Khi người thân mình, con mình, mẹ mình, anh mình, chị mình chết, mình không có cần thầy nào hết, cho nên mình cầm cuốn kinh Thiên Tâm ra mình đọc với cái lòng của mình thương người thân của mình, gặp cuốn kinh Thiên Tâm nữa bảo đảm giảng sanh á. Cái người nằm trong hồn á người ta cũng mát dạ nữa. Tại khi mà cận tử nghiệp á, cái thằng hồn mà không có oán hận á, không có uất ức á, họ sẽ là về thiên đàng nha, nhẹ nhõm. Còn mà khi mà họ thấy mấy ông thầy mà community service tới mà đọc để mà ăn tiền á, ok cái tôi đọc đây 3.000, chúc hạ nguyệt 5.000, đem cái bà vị về đọc 49 ngày 10.000, cộng là đóng gần 40-50.000 á. Cái má mình mà già chết trong đó, trời ơi con tôi nó nghèo vậy tiền đâu mà để mà cái này, có phải bị săn lên không? Săn lên rồi đi đâu? Rất là quan trọng á nghe quý vị. Cho nên hôm nay Kiệt dạy không phải là mình nói coi bác mấy thầy. Trong những vị thầy thứ thiệt, người ta vẫn tu chân chánh đàng hoàng, mình nên cúng dường. Cái mà bố thí mà có phước đức nhất là cúng dường gia tăng, mà phải cúng cho đúng thầy kìa. Mà muốn biết thầy nào mà giỏi á thì hỏi Kiệt. Tại vì một khóa hội 1.000 không, ông nào hào quang sáng là ông đó tu đàng hoàng, ông nào hào quang đen thôi thì tu kiểu gì mình biết rồi đó. Nhiều khi Phật tử hào quang còn sáng hơn mấy ổng á. Kiệt nhìn thầy không cần biết hòa thượng hay là tỳ kheo hay là áo ne áo đen áo nâu hay là hộ pháp hay mấy giới thị và mấy ngày thị giả hay Phật tử, Kiệt nhìn hào quang không à. Ông nào tu giỏi là hào quang tự động sáng, ông nào tu dở là nó đen thui như mỏi chứ mực. Trong chùa Phi Mân thì biết mà. Hồi lúc mà năm 2010 mấy ta 15-16 vậy, có cái ông thầy giả kia mà ông bị mấy ông thầy kia sai như là vịt vậy đó. Ô nước mắm đâu, ê sorry nước tương đâu, gạo đâu, chén rửa đâu, ông chạy lăng xăng. Mà mình nghĩ chắc chà ông này đó hào quang mà sáng rực cho ta mà bị sai nhiều quá, tại ông mới vô tu quá. Mà trong khi cái ông vô phụ của ổng đen thui, ông ở đâu tiểu bang can xịt gì đó. Tại xưa chùa Huy Minh hay tổ chức khóa tu á là tất cả các thầy lớn đều về nha, chỉ có chùa Huy Minh là lớn nhất của vùng này để mà chứa được những hòa thượng lớn về. Cho nên không phải là ông thầy là ở ngoài đời chức cao là cao đâu. Cũng giống như các quý vị
Hôm nay thí dụ như con Karen nó nhỏ mà nó hiểu về tâm linh, nó biết là tôi phải bỏ cái thế gian này, vô thường tôi phải đi về trời. Rồi ở ngoài kia cũng có những người giàu có, những cái bà phu nhân của mấy đại gia vùng này nè. Mấy bà làm gì hiểu được vậy? Mấy bà giàu, mấy bà cứ nghĩ là ra đường sẽ có người trọng dụng mấy bà, khen mấy bà đẹp, bữa nay mặc đồ hiểu rồi mất tiền đúng không? Nhưng mà bà không có hiểu tâm linh. Người mà giàu có mà không có biết về tâm linh đó, là một người nghèo còn thua homeless nữa. Nhìn thấy tội nghiệp họ, mình phải tội nghiệp họ. Về cái đường đi là mình thấy rõ là họ đi xuống, mình đi lên. Còn cái mặt đời, họ càng có tiền, họ càng cao kiệu, họ càng lì lợm, càng cứng đầu, càng khó nghe tâm linh. Nên qua có năm loại á, có loại mày giàu có đó, khó đổ. Có tiền mất mà tật mang là gì? Có nhiều tiền á, tật mang là mang đi xuống địa ngục á, gọi là tiền mất tật mang. Nó ngoài vòng vòng cũng đi móc hầm tình. Móc hầm á, tôi giàu, năm loại, ấy là Phật. Lời thật mất lòng. Buồn cười nghe mấy bạn chính trị gia mình miền Nam có lê với miền Bắc. Ô anh thì đấu tranh cho tự do hay nghe, mượn chiêu tâm linh. Nó bạn mình cái hỏi nói câu đó là nghe mày đúng là đồ ngu. Tao thiệt chứ tao cầm gì mà hư. Tại vì đó chẳng cho ông ấy nói đâu có biết tu đâu. Nó nói vậy nghe mày nghe được không? Mấy hàng bữa đứng cả đây nè. Thì con nghĩ thử chẳng nhà vừa phần dân gấp quy. Này con Phong mấy người đó có biết tu không vậy? Trời anh hay nghe, mỗi người mình mới ấy, thằng nhảy dù, thằng bộ binh, thằng biệt động quân, thằng bỏ bom, thằng bắn súng. Tao thiệt chứ tao không có mượn gì chứ. Nhưng mà giữa chánh và tà nó song song với thế gian mình là giữa tự do và cộng sản. Như mấy con có hiểu không? Ở trên nó xuống vậy đó. Đạo là chính trị là đạo. Chính trị cao siêu. Còn thua đứa con nít 3 tuổi chơi nhau nữa, 3, 5 tuổi nó còn mắc cỡ quá không. Rồi nó hứa nó còn giữ lời. Mấy anh chính trị có Putin với ông Biden nó to lắm, mấy anh xạo. Tập chứng mình rồi nó xạo không à. Biển đảo của tao, lưỡi bò của tao, Mỹ mày đừng có vô đây mày phá cái này nọ. Mà trong khi của người ta cái vô nó của nó rồi cái nó đi ngược lại nó người ta. Có phải là thua đứng nít 3 tuổi không? Cho nên mấy con đừng bao giờ nghĩ chính trị là cao siêu. Trong mắt của nó là một đám nít. Thua nít nữa. Lời Phật, lời Bồ Tát nó là thiệt. Nhưng mà mình cũng phải nương theo nít. Tại vì nếu mình nói ngược á là nó đem mình ra, nó đông rồi á. Miệng tụi nó rộng lắm, thằng nào cũng có cái kênh YouTube. Đúng không? À, tất cả bà này trong lòng hiểu là được rồi. Khó sống lắm. Nửa đời nửa đạo. Có một cái là làm sao mà cho hai bên trọn vẹn á, để mà hội đồng chư Phật với cha thương á, xuống một kiếp này mà dung hòa được cái quả địa cầu này á, tức là không phải dễ làm, nhịn nhục. Ok, bữa nay mình đọc thơ cũng nhiều rồi, đọc hết cuốn này chắc 3 ngày luôn á. Bây giờ mình ngồi mình nói chuyện đi, ai muốn hỏi gì hỏi cho bà con ở xa tới. Hỏi. Có microphone kia đâu à? Ở đó ai hỏi gì dính hỏi. Cũng nhiều vụ là trong cái ngũ đại trường đường này có một đoạn này mà nhà Nguyễn đó rất là cũng con cũng gia long cũng minh mạng đó cái vụ đóng cái dài vô minh mạng không bốn cái đào mới đường lãnh lương. Ồ. Nhưng mà có một cái việc cái đó bây giờ mới bị nó chửi. Trong cái ác nó có cái thiện.
mấy vị nói có những kiếp á là mình phải đóng giả ác trong lúc đó, nhưng mà nếu không đóng ác giai đó, cái quốc gia, khi mà một quốc gia Việt Nam ở một quốc gia này với một quốc gia kia là do bề trên cứ cho sáp nhập lại để mà có mấy vị nhìn là mấy nghìn năm sau, thì hôm nay nước Việt mới có một mảnh đất dài như vậy và có một cái đạo Phật. Nếu không, mình nói á, một quốc gia mà có đạo Hồi vô nó sẽ thống nhất cái khối ở bên Trung Đông á, thì nước Việt bây giờ á, là cũng mệt á, có suy nghĩ ra cái đó không? Cho nên bề trên đã tính cho mình nhiều lắm. Hồi một tiền kiếp Việt là Đại Đế Khmer, tất cả những cung vàng điện ngọc châu báu thì chôn ở dưới vùng Đồng Tháp rất là nhiều, cái gì nói cả thành Angkor Wat nữa. Mà thời đó Việt là đi giao truyền đạo Hồi ở bên Ấn Độ á, cái gì nói là con phải về Ấn Độ, ngày xưa con lập cái đạo bển là đạo Sinh á, bây giờ là cũng là một người mà làm ở giặt lúa đó mà lập cái đạo Sinh á, là cũng một tiền kiếp. Tức là cái kiếp nào mà đạo thì cha cho kỳ xuống để mà lập cái đạo, mục đích cuối cùng là giống như đưa nhân loại hiền từ thôi, nhưng mà mỗi dân mỗi vùng mỗi miền nó khác cái kiểu tu khác nhau. Ấn Độ có kiểu khác nhau thì nhiều dùng đó. Hồi thời ông Mohammed thì ông chỉ nằm mơ, ông nói con này mình đâu mơ mình nói chuyện với mấy vị mỗi ngày luôn nữa. Nhưng mà tự vì cái thời này, cái thời văn minh nói kiểu nào mà không tin, cái thời xưa đó, gặp kiểu này là thôi. Mà gặp đừng có Việt Cộng với Ban Tuyên giáo mà nó đè cái kênh này xuống, chứ đừng có chửi Việt là cả thế giới này kiện nổi tiếng cả thế giới rồi đó. Nãy sáng nó nói ai mà làm cái phim 513 câu làm tỷ phú á. Tại vì chuyện này sanh ra mình dũng chữ là nói không đúng thời cũng không đúng, mà mình đã có nguyện lực xuống đây để mà giúp nước Việt thì gán giúp thôi. Cái nước Việt mà nhiều lúc nằm thấy ê chề chán. Nhờ cái bác cho phụ em trong có cái đoạn của đức mình như chủ này có viết viết ra đó, đó là Minh Dương luyện ngọc thủy ở quê cúi đầu xin với Đức Phật Thích Ca để mà cứu anh cho trần. Ngài có khóc với lại Đức Phật Thích Ca, thì ngài cùng với Đức Phật Thích Ca đến thỉnh Lý Ngọc Đế để xin. Thì giờ mới ngồi đấy. Thế giờ không xin cha cho vũ sổ trái đất này nó gọn lẹ hơn, hay vì bây giờ nguyên một cái trên trời dưới địa cầu này phải sàng lọc ra. Kinh Địa Mẫu có nói là người tốt người xấu chung một chài đó. Giờ Covid chết cũng có người tốt chết, gì người xấu cũng có người xấu chết, thì phải lựa ra, lựa bằng thần hồn. Mới ngồi đây nè, ngày nào cũng khô cổ. Nhưng mà sẽ định lùi lại những ngày gần đây tôi thấy khả năng nhỏ bé của tôi thấy sẽ đền bù cho cái phụ ngày gần đây. Tôi hiền, Chúa Thánh trung thành với nhau để mà lo việc đất nước tương lai. Sau này chuyện chi tiết nó xảy ra như thế nào thì sư phụ là chèo lái, Kiệt chỉ chèo mũi. Thì sư phụ là người sẽ đứng ra lập hội Long Hoa, trong đó có Kiệt đứng kế bên, rồi lập lại một cái xã hội mới trên nước Việt. Thì mọi người sẽ hiểu rõ hơn chuyện gì ra chuyện đó. Hôm nay thì cơ trời đã đến lúc rất là cận kề rồi. Chỉ buồn cho những người họ còn mê ngủ, họ đang sống ảo, mà họ cứ nghĩ là nhóm con họ Thiên là ảo, không có nhóm con họ Thiên không có ảo. Nếu vậy sao bên Bộ Chính trị Việt Nam hay là mấy ông chức quyền á, lén lén kiếm chuyện kia hỏi chuyện này chuyện kia hoài vậy? Cả ông Nguyễn Khắc Toàn bạn Việt và tổng lãnh sự quán ông vừa mới bãi nhiệm kỳ hồi mấy tháng trước, có là ông tính mưu cái tổng lãnh sự quán về miền Nam Cali, tại dưới miền Nam Cali không có chống đối nhiều. Cái em lên núi em hỏi anh Kiệt bây giờ mình có nên mưu lãnh sự quán của San Francisco về miền Nam không? Nói không, anh mà mưu về dưới là tiêu,
ở đấy hay. Mấy ông cũng phải nghe lời chị thôi, hiện giờ tổng linh quán vẫn còn nằm song thân. Mình không có chế với cộng nha. Mình mà muốn một quốc gia hòa bình vô ăn cọp thì mình bắt được cọp con. Nhưng mà cờ vàng cờ đỏ, ai nở bổ vàng, ba sọc ngang hàng lại treo cánh nước. Cái mỗi lần mình đọc cho mấy này cho ông nghe để cho ông nhập tâm, ông cười làm gì có anh, làm gì có. Ừ, trời xem, tôi nói trước. À, mình có nhiều chiếu lắm, cỡ nào cũng chơi, giống như bữa đó. Đi cái bữa tiệc mê gà, có Vinh Phát phải không? À, có coi clip của Hoàng Lanh đi. Rồi có Việt Nam Airlines phải không? Rồi có mấy ông chính trị gia miền Nam, có chính trị gia toàn hết không? Vậy là ngồi cái bàn chung với ông Lê Bịch là bàn sáng sân khấu không? Đấy là có hình to. Mấy người này ai cũng bị chửi thì cộng có mình đồ. Đâu dám chửi, tao nói trước, tao là mối hàng nghe. Lần á, nó là việc cộng thiệt á, cầu cộng á. Cái là phỏng vấn mình, nó tưởng nó gài mình được. Không có, tao là tách cái hai chuyện đó. Có ai coi clip không? À, còn mấy người này á, là cứ nghĩ là cái ông này á, đắc cử là nhờ khối đại biểu quốc gia bầu cho ổng đúng không? Rồi mấy ông mà lên đây cá mình á. Rồi cái bây giờ đi cái này mà nếu mà dân á, mà không có hiểu rõ câu chuyện á, mà cứ hiểu lầm mấy ông này là thân cộng thì mai mốt mà ông đâu có dân đâu có bỏ nữa. Hiểu chưa? Nên chắc từ mai mốt thì một cái vận động cho mấy ông nội này. Bây giờ mình đâu phải là chính trị là mình ghét cái người nào nhất á, mình phải nói chuyện nó nhiều phải không? Nhưng mà mình cải tâm vậy thôi, cũng giống như Phật cải tâm của ông La Sát vậy đó. Ông giết 999 người. Nếu mà Phật không nói chuyện ông, Phật sợ ông thì sao mà độ ông thành Phật được. Bây giờ mình muốn làm việc cộng mà buông mà thay đổi thì mình phải có cách nào khác. Có ngon á, thì đi mua F-35 của Mỹ về bỏ bom Hà Nội đi. Ai có tiền mua đó không? Con sư tử trùng á, nó xịt sư tử nhục. Thời đại văn minh á, là mình phải nói chuyện. Mình không phải gì cộng, chứ bộ là không phải gì cộng, ai cũng biết rồi đó. Trời ơi, kêu hỏa tan bác hồ rồi mà, mấy ông nội đâu có dám. Cho nên chuyện gì ra chuyện đó, có không? Mình chưa có bị chửi. Thằng nào chửi là vô duyên á. Còn mấy ông nội kia bị chửi hết. Quang á. Có mấy con theo dõi trên mạng ai biết rồi ha. Làm à? Ai mà chửi sư phụ là nghiệp quả, mấy ông đâu biết thụ lại đâu, chỉ biết thụ là thằng kiện thôi, gặp là kêu thằng kiện thôi à, nó không hiểu là tâm linh, cả ông Lê Bình Dương cũng đâu có biết gì đâu, tất cả họ là nhà chính trị, họ không có hiểu tâm linh nữa con, về thương nhân mại thôi. Thằng đó mà cũng ok đi, tại vì họ tôn trọng vụ về cái mặt đời vụ cũng không có nổi mà lù lù quá không, hiểu không? Thì đó là một cái câu chuyện, người Việt của mình vẫn chưa có đoàn kết á, mà làm sao vụ phải vô hang cọp mà để làm cho khối hải ngoại, nhóm truyền thông ở đây có nhóm truyền thông nó thân cộng, có nhóm nó không thân cộng, phải đoàn kết lại hết thành ra một tiếng nói. Thì lúc đó mình mới làm được việc lớn chứ. Rồi để đây nó hơi chính trị quá. Sư phụ ơi, họ chửi họ cũng phải coi cho mặt các sư phụ. Bởi vì không dám chửi sư phụ đâu. Sư phụ đâu làm gì đâu, chửi. Chửi phải coi cho mặt nữa. Sư phụ đâu làm gì đâu, chửi. Nó muốn chửi người á, phải có mắt, có chứng đúng không? Dạ. Nó phải muốn chửi ai, chửi đâu.